chào tất cả mọi người. Mọi người có thấy cái cổng gành đá dĩa không? Nó mô phỏng lại hình ảnh của gành đá đó. Bây giờ thì mình tiếp tục đi vào bên trong. Kiều đi rất là sớm cho nên là lúc này chưa có ai hết. Kiều chạy vào luôn, tại vì rất là lười đi bộ. Hai bên hông thì nó có cái lan can hình dáng làm bằng ống tre đó, nhìn rất là lạ nha. Dọc đường đi nó có cái ghế đá ngồi nữa cho người ta nghỉ chân á. Kiều dừng xe lại để xe ở đây và đi bộ xuống dưới. Hai cái lan can màu xanh hình ống tre nhìn hơi lạ mắt. Bậc đá đi xuống là toàn bộ là đá tự nhiên của gành đá dĩa luôn á. Tới đây thì nó có hai cái ngã rẽ để đi qua hai hướng nè. Nhìn từ xa, gành đá dĩa như một tổ ong khổng lồ rộng khoảng 50m, dài 200m với những khối đá hình lăng trụ xếp liền nhau, ngay ngắn. Vươn mình ra biển khơi, bãi đá với hàng nghìn những phiến đá ấy ống lên màu đen huyền bí nổi bật giữa nước biển xanh ngắt và những con sóng vỗ trắng xóa. Những trụ đá hoặc nghiêng nghiêng theo thế tiến ra biển, hoặc xếp thẳng đứng chồng chất lên nhau, cao thấp khác nhau tựa như những chồng dĩa được xếp ngay ngắn. Cũng bởi vậy mà tên gọi là gành đá dĩa vừa thân thuộc vừa gần gũi. Thời tiết Phú Yên á, thì Kiều thấy lúc nào nó cũng nắng hết, lúc nào cũng nóng luôn á. Đây là lúc mới sáng sớm thôi nhưng mà rất là nóng. Kiều có một thói quen là khi tới gần biển rồi á, thì mình dành khoảng 15-20 phút để mà ngắm nhìn biển, chỉ ngắm nhìn thôi. Ở đây thì rất là lạ. Kiều đang chọn một vị trí để ngồi ngắm biển nè. Kiều ra tới tận sát rìa biển luôn á, để mà có thể nghe được sóng vỗ rõ ràng nhất. Theo một số thông tin mình đọc được á, thì gành đá dĩa được hình thành khi núi lửa phun trào dung nham xuống biển. Dòng dung nham này khi gặp nước lạnh á, thì đông cứng lại, cùng với hiện tượng dị ứng lực nên toàn bộ khối nham thạch bị rạn nứt đa chiều, tạo nên cảnh quan rất là kỳ thú. Lại có câu chuyện khác kể là những khối đá lăn trụ khổng lồ kia là do bàn tay của một vị thần khổng lồ nào đó khéo léo xếp chồng lên nhau. Thế nhưng kỳ quan thiên nhiên này còn mang trong mình một câu chuyện nhuốm màu thần thoại về kho báu biến mình thành đá. Hay quá ha. Lúc trước khi mà Kiều chưa tới gành đá dĩa thì Kiều chỉ được xem được hình ảnh của gành đá dĩa thông qua các bạn bè mình đi tới đó, và Kiều thấy nó rất là lạ luôn á. Có thể đối với nhiều người thì cái địa danh này rất là quen rồi, người ta thấy rồi, nhưng mà riêng với Kiều thì nó hết sức là lạ lẫm và gây cho Kiều cái sự háo hức và tò mò muốn tận mắt chứng kiến được cái kỳ quan như thế này. Anh Toàn từ phía xa xa kìa, mới đi khám phá vòng vòng á. Góc này nhìn biển vỗ đẹp ơi là đẹp luôn, bạc trắng cả đầu. Anh ơi nhanh lên.
người sống nó chạy vô á. Nhìn đá ở đây ngộ quá các bạn ơi, ngộ thiệt luôn á. Đúng là nhìn cứ như là có một ai đó đã xếp đặt á, chứ không phải là của tự nhiên. Rất là lạ lùng, đúng là thiên nhiên hết sức là huyền bí. Sau khi ngồi ngắm biển và dạo chơi xung quanh gần đá dĩa rồi thì mình quyết định đi về thôi. Lúc này thì nắng cũng đã lên rồi đó, nắng lắm luôn. Trước mất tiêu rồi, bỏ mình ở lại một mình nè. Trước thiên nhiên như thế này thì mình thật sự thấy bản thân mình rất là nhỏ bé. Thế giới có biết bao nhiêu điều bí ẩn. Khi rời khỏi gành đá dĩa thì bọn mình lại đi tiếp tục chạy xung quanh phía bên ngoài gành đá dĩa. Tại vì lúc mới vô thì mình thấy phía bên ngoài rất là đẹp, mình nghĩ là càng đi tiếp thì nó sẽ càng đẹp hơn, cho nên là mình thử mình đi tiếp. Ở đây nó có cái đường xi măng đi nữa nè, cũng rất là thuận tiện cho xe máy. Ở trên đây thì có rất là nhiều rác, mình nghĩ là chắc là cuối tuần buổi chiều gì đó người ta hay ra đây rồi nướng thịt ăn nhậu gì đó, nhưng mà không được đảm bảo vệ sinh cho lắm, cho nên là chỗ này nó khá là dơ. Nhưng mà cảnh thì rất là đẹp nha. Đối với những cái thắng cảnh biển như thế này cũng khó nơi nào mà có thể đẹp bằng Phú Yên đâu. Chạy lên trên đồi, trên này có cái đường nhỏ, đường mòn cho xe chạy. Chắc chắn là trước đây có rất là nhiều người đã lên đây rồi. Dọc đường đi cỏ rất là nhỏ. Còn có xương rồng nữa. Bãi đá ở đây có màu hơi đỏ.
vẻ rất là nguy hiểm đó. Mình không dám ra xa, mình chỉ đứng ngắm thôi. Con đường xinh quá. Mọi người nha, nhớ bấm subscribe kênh YouTube của Kiều để nhận được những video mới nha. Còn bây giờ thì bye bye.